và tối đêm nay thì bác sẽ chia sẻ với anh chị à, về một cái chủ đề đó chính là rốt cuộc à, kinh doanh năm quay à, ai là người có thể làm được ai là người phù hợp và nếu chúng ta muốn bắt đầu nó thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào à, ok à, chúng ta có thể cùng nhau giao lưu chia sẻ một tí không biết là cả nhà có nghe rõ cái giọng mình nói hay không ạ à? À, có lẽ là bây giờ 10 giờ rưỡi rồi thì cũng có rất ít anh chị à, còn thức và không biết là anh chị nào còn thức à, thì có thể tương tác bình luận ok xin chào à, mọi người nha mọi người ai còn thức thì có thể à, cùng nhau chia sẻ cái live stream này à, cho nhiều người cùng xem nha ok à, rất vui khi được giao lưu với tất cả anh chị trong buổi tối ngày hôm nay à, cũng đã một thời gian à, À, buổi tối rồi bác không có uh, live stream giao lưu chia sẻ với tất cả mọi người trên cộng đồng facebook à, hôm nay thì à, về sớm và đang rảnh cho nên giao lưu chia sẻ mọi người một tí à, vâng xin chào tất cả anh chị mình tên là tô vương bá à, có lẽ là anh chị cũng không quá xa lạ cái kênh facebook của bác là tô bá vương đúng không ạ à? là tô bá vương à, nhưng tên thật của mình là tô vương bá à, và cái nickname đây chỉ là một cái nickname mà mọi người hay gọi à, và bản thân bá thì à, trước đây chỉ là dân kỹ thuật mà thôi có lẽ là thông qua à, hơn mười mấy năm thì có lẽ là rất nhiều người cũng không nghĩ rằng mình chỉ là dân kỹ thuật, là người à, người kỹ thuật. Nhưng mà tại sao nói nhiều như vậy, đúng không ạ? Và cái kênh à, trang cá nhân Facebook của bá thì đa số tập trung là chia sẻ nói về kinh doanh âm quay. À, thời gian qua thì bá làm rất nhiều những cái video để à, trả lời những cái thắc mắc, trả lời những cái vướng mắt của rất nhiều anh chị. Vì bá biết rằng là dạ, có rất nhiều người ở trong giai đoạn hiện nay 16 năm rồi, có rất nhiều người cũng đã biết âm quay có rất nhiều người cũng đã nghe em quay và cũng có rất nhiều người cũng đã từng làm em quay nhưng cũng có rất nhiều người cũng đã từ bỏ nó vậy thì đôi khi cái việc mà hơn mười mấy năm qua có rất nhiều người từ bỏ thì làm cho nhiều người đang muốn làm nhưng họ lại lo ngại họ lại sợ sệt và đôi khi là họ lại đi thăm dò đi giao lưu với rất nhiều những anh chị đã từng trước đó làm rồi lại nghĩ. rồi bắt đầu rất nhiều người đang lo lắng suy nghĩ là không biết là mình có làm được nó hay không và không biết là mình có phù hợp với nó hay không và không biết là mình sẽ bắt đầu nó như thế nào. Và thực ra bên ngoài có rất nhiều người họ đã nghe đến hai cái từ âm quay và gần như là họ đã quá quen thuộc rồi. Họ đã quá quen thuộc với âm quay. Nhưng có rất nhiều người tại sao họ cũng biết sản phẩm tốt, họ cũng biết cơ hội tốt, họ cũng biết công ty tốt. Nhưng mà bản thân họ lại không không nắm bắt và không quan tâm đây. Thiệt ra đơn giản là gì? Một á, là bản thân họ không hiểu được cái giá trị của ngành nghề này họ chỉ suy nghĩ đơn giản là gì ạ là họ phù hợp với cái ngành mà họ đang làm mà thôi nhưng họ không suy nghĩ rằng cái ngành này họ có thể làm được họ phù hợp với nó và cống có thể là gì ạ có rất nhiều người cũng muốn làm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cũng có rất nhiều người cũng tự ti là suy nghĩ rằng là gì ạ mình làm kinh doanh á thì mình phải có nhiều kỹ năng đúng không ạ mình phải có nhiều kiến thức mình phải có nhiều mối quan hệ và bên ngoài sau quá trình mà mình đi chia sẻ mình làm hơn 14 năm qua thì mình tiếp xúc rất nhiều những cái nhóm người rất nhiều dạng người khác nhau cả nhà chia sẻ cho người nghèo á thì người nghèo luôn nói là vậy tôi không có tiền tôi không có tiền để tiêu dùng và tôi bận rộn vất rất nhiều công việc và tôi cũng không có thời gian để tôi làm được rồi chia sẻ cho những người mà họ đi làm rất nhiều việc mình nói với họ rằng là gì amway là công việc có thể giúp cho bạn giải quyết được vấn đề bận rộn của bạn và họ nói là họ bận lắm họ không có thời gian để làm và chia sẻ cho những người là gì có nhiều thời gian thì họ bảo là gì ạ kinh doanh này thứ nhất là gì là dành cho những người à, bận rộn dành cho những người cần cơ hội còn mình thì không cần cơ hội chia sẻ cho những người giàu á thì những người giàu nghĩ rằng đây là cơ hội dành cho những người nghèo những người rất bình thường và rất nhiều người có những cái từ chối có những cái từ chối riêng biệt mình tin chắc là gì ạ là vì thực ra đơn giản là gì có thể chúng ta chưa hiểu và chưa nhìn ra được cái giá trị của nó chúng ta chưa biết được là rốt cuộc trong cái ngành này chúng ta làm chúng ta được cái gì và mình tin rằng nếu chúng ta không quan tâm là vì đơn giản là vì chúng ta chưa hiểu thôi. À, cả nhà nếu mà cảm thấy là gì ạ? Có ý kiến gì cả nhà có thể bình luận đúng không ạ? À. Mình đánh lên cho chat một cái. Và nhiều người từ chối thì đều là có lý do tất cả mình tin chắc là gì cái gì nó cũng có lý do nhưng mình thấy đa số là rất nhiều người họ bây giờ thời điểm bây giờ họ đều biết họ đều biết họ đều nghe em quay rồi à, họ đều biết đâu đó ai nói với họ về em quay về sản phẩm về một cái điều gì đó rồi nhưng thực ra thì bản thân họ cũng chưa được ai đó chia sẻ một cách rõ ràng chia sẻ một cách rõ ràng về công ty về sản phẩm về chế độ và rốt cuộc là làm cái này họ được cái gì à, và họ chưa nghe một cái bài được gọi là obb đúng không ạ và chưa nghe OEP thì chưa được gọi là biết âm quay. Vậy thì cái người mà là gì Rất nhiều người nói tôi biết âm quay nhưng thực ra cái bản thân họ chỉ biết hai cái từ âm quay thôi. Chứ họ không biết cái kinh doanh này nó như thế nào. Cho nên cái việc là gì? Cái việc mà chúng ta đã bắt đầu chia sẻ cho người đó, người một người nào đó rồi về âm quay thì chúng ta nên chia sẻ cho họ một cách đầy đủ. Chứ không thể nào nói một cách kiểu là gì? À, nói cho cho có và cho qua lo. Và hơn 14 năm qua thì có rất nhiều người cũng nói âm quay bằng miệng thôi à, cũng nói âm quay bằng Bằng miệng đi người khác chia sẻ về âm quay bằng gọi là gì à, dùng cái miệng mình để nói với người ta về âm quay thôi và cũng có rất nhiều người có rất nhiều cách có rất nhiều dạng để chia sẻ và cũng có rất nhiều người nghe nhưng mà họ không muốn nghe họ bắt đầu chia sẻ về âm quay thì họ bảo thôi thôi, thôi tôi không quan tâm tôi không làm nó đừng cần phải giảng với tôi nghe và nhiều người luôn luôn từ chối và có lẽ là gì tất cả chúng ta đều bị sự từ chối đó đúng không ạ và những người làm quay họ đang là gì họ cảm thấy từ chối rất bình thường như những người chưa làm âm quay á những người chưa làm âm quay thì họ hay nhìn những người đã làm âm quay hoặc là đang làm âm quay và họ nhìn cái điều đó họ suy nghĩ rằng à, làm quay là phải đi nhiều như thế này nè đi nhiều như thế kia nè thì tôi không có thời gian để đi nhiều và làm quay là phải à, phải xách hàng từng nhà gọi là từng món đến từng nhà và đi giao tôi cũng không có thời gian để làm cái chuyện vô bổ như vậy và thực ra là gì? tất cả những người mà chúng ta gặp, chúng ta từ chối thì họ không hiểu được cái ngành kinh doanh này. Cho nên mình muốn nhắn nhủ tất cả mọi người, những ai đó đã nghe về em quay, đã biết em quay thì cũng nên gọi là gì? nên gặp một cái người bạn của bạn để nghe một cách rõ ràng, một cách kỹ lưỡng về rốt của cái cơ hội này. Bạn phải nghe rõ về công ty, về sản phẩm, về chế độ của nó, bạn làm bạn được cái gì. Và đó gọi là nghe để biết một cách rõ ràng nhưng nhưng mà để bạn hiểu nó thì chắc chắn rằng bạn nghe một buổi bạn không thể nào hiểu được đâu theo các bạn nghĩ rằng một cái ngành danh đã tồn tại 15 năm rồi 16 năm rồi ở Việt Nam và trên thế giới đã 65 năm rồi nếu bạn nghe qua một lần mà bạn hiểu nó bạn nghe qua một lần mà bạn muốn làm nó thì có lẽ là thế giới này đã làm hết rồi đúng không ạ và ngành gì cũng vậy chúng ta đều cũng phải bắt đầu thông qua học tập nhưng thông qua cái nhìn cơ bản à, để chúng ta có thể đánh giá được à cái ngành này nó có khả thi hay không lộn cái ngành này nó có giá trị hay không còn nó có khả thi hay không thì không có việc thì chúng ta đi học chúng ta mới biết được đúng không cả nhà à, và nhiều người đang lo lắng đang sợ sệt là không biết là gì à, là mình mình có làm được đó hay không cho nên mình hay đặt cái tiêu đề là gì rút của cái kinh doanh này ai có thể làm được và kinh doanh này dành cho ai đây và nếu muốn bắt đầu thì bạn sẽ bắt đầu như thế nào thì chúng ta hãy nhớ rằng là gì? Amway là dành cho tất cả mọi người Amway được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Và đây là câu nói của nhà đồng sáng lập Amway. Vậy thì tại sao nhà đồng sáng lập Amway tạo ra Amway và muốn nói với mọi người là đây là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Và chúng ta thực ra đơn giản là gì? Là vì chúng ta không tin rằng chúng ta có thể làm được. À, cho nên chúng ta sẽ không làm. Ok, cả nhà đợi mình một, một, một lát nhé Mình mở cửa các Ok, sorry cả nhà, mình đưa đồ cho bà xã Ok và hôm nay mình cũng sẽ giải quyết cho rất nhiều những anh chị nào đã và đang lăng tăng Lăng tăng cái lĩnh vực kinh doanh này là không biết là mình có làm được nó hay không Mặc dù mình biết rằng là sản phẩm nó rất tốt đúng không ạ, công ty nó rất tốt Bây giờ nếu mà ai nói Amway không tốt nữa rồi thì có lẽ là người đó thiếu thông tin Người đó chưa nắm hết được thông tin của Amway mà thôi đúng không cả cả nhà à, Sản phẩm gần như bây giờ ai cũng nói sản phẩm rất ok công ty thì rất uy tín ở à, trong bất kỳ những lĩnh vực kinh doanh cao những công ty kinh doanh đa cấp hay kinh doanh bán hàng trực tiếp thì Amway là công ty chuẩn mực là công ty rất uy tín rồi thì cái vấn đề về công ty về sản phẩm thì mình cũng không muốn trao đổi chia sẻ với tất cả mọi người ở Việt Nam bây giờ đã có hơn 200 sản phẩm có rất nhiều người chỉ biết Amway là kem đánh răng là nước rửa chén thôi chỉ biết Amway ở một một số mặt hàng thôi nên cái biết của bạn nó còn hạn hẹp lắm cái biết của bạn nó còn chưa rõ ràng cho nên chúng ta là người đi chia sẻ thì chúng ta cũng không trách những người họ biết rất ít vì chúng ta là một sứ giả đi truyền tin, chúng ta đi chia sẻ cho tất cả mọi người để hiểu họ có thể biết rõ một cách ràng về Amway, họ biết nó, họ hiểu nó thì họ mới bắt đầu làm nó. Còn họ mới biết thì họ chắc chắn là họ sẽ không làm. Cho nên mình video này mình nhắn nhủ đến những anh chị đã biết nè, thì bạn hãy xem lại bạn đã biết cái gì rồi. Bạn biết Amway 10 năm trước chứ bạn biết Amway 15 năm bây giờ nó có khác nhau gì hay không? Cái biết của chúng ta 16 năm lúc Amway mới bắt đầu vào Việt Nam với cái biết ăn quay bây giờ nó đã khác nhau rồi đúng không cả nhà cho nên huống chi là gì là cái gọi là cái cách làm ăn quay của bạn hơn 10 năm trước với cách làm ăn quay bây giờ nó cũng đã rất khác nhau rồi cho nên chúng ta không nên dùng cái biết cũ của mình đúng không ạ dùng cái biết quá khứ của mình để mình đánh giá một cái biết ở hiện tại bây giờ và chúng ta không nên dùng cái sự hiểu biết của mình hiểu và biết của mình trong quá khứ để chúng ta nhận định và đánh giá cái hiểu và cái biết ở hiện tại bây giờ cho nên rất nhiều người bên ngoài họ từ chối, họ không khe, họ không quan tâm vì cái quá khứ họ đã biết. Nhưng họ không biết cái hiện tại. Cho nên chúng ta cần phải chia sẻ cho họ biết được cái hiện tại của Amway. À, nhiều người thì bây giờ nói về Amway thì mình cũng không muốn lý luận và giải thích nhiều về Amway Cho nên mình nói các bạn các bạn nào đã biết Amway rồi á Thì hãy đi tìm hiểu Amway kỹ trong thời điểm bây giờ Amway bây giờ có gì khác so với ngày xưa à, Amway bây giờ đã có gì khác so với ngày xưa và anh quay bây giờ làm cái gì khác so với ngày xưa nữa và cái bắt đầu anh quay ngày xưa của bạn với cái bắt đầu anh quay bây giờ nó cũng khác nhau và sau 16 năm thì mình biết rằng có rất nhiều người đã gặp rất nhiều người cũng rất giỏi có rất nhiều người rất giỏi cả nhà có rất nhiều những bằng thạc sĩ tiến sĩ có những người rất trình độ lé vô và cấp bậc của họ cuộc sống của họ họ cũng đã rất thành công nhưng họ làm quay thời gian họ cũng từ bỏ anh quay và sau thời gian bạn tiếp xúc với những người từ bỏ thì bạn lại lo lắng à bạn thấy người ta giỏi quá tại sao người ta cũng bỏ mà mình à, mình dở quá mà mình biết làm được nó hay không và đa số rất nhiều người đang đang băn khoăn lo lắng điều này mình tin chắc rằng gì ai cũng lo lắng nếu chúng ta lọc người rất bình thường chúng ta đi gặp một người giỏi hơn chúng ta mà họ đã làm ông quay rồi và họ đã nghĩ em quay rồi và họ lý luận những cái góc nhìn của họ trong cái quá khứ mà từ lúc họ từ bỏ nó thì chúng ta nghe cũng sẽ rất hợp lý và chúng ta hình dung suy nghĩ rằng gì À, cái người đã trải nghiệm nhiều năm rồi cái lý luận của họ đúng thực ra lý luận họ không sai những cái chia sẻ của họ nó không sai cả nhà nha nó không sai nó đúng đối với góc nhìn của chính họ nó đúng so với thời điểm của họ lúc họ đang làm còn nó có đúng bây giờ hay không thì không biết chúng ta đâu biết rồi cái ngành nghề mỗi ngành nghề nó có những giai đoạn những thời điểm khác nhau và chúng ta đi nghe những người đã từng bỏ nó rồi đã làm và bỏ nó rồi và nếu họ nói tích cực thì không nói gì nhưng nếu họ nói tiêu cực hay họ phủ định hay họ họ bàn lùi một cái điều gì đó thì đương nhiên đó là cái góc nhìn của họ còn nếu bạn muốn làm ở một lĩnh vực nào đó mà bạn muốn thành công bạn muốn học hỏi thì bạn hãy gặp những người đã và làm thành công thì lúc đó họ có những cái góc nhìn hoàn toàn khác biệt và những ai còn đang làm trong lĩnh vực đó thì những người đó mới cập nhật được những cái kiến thức những cái kinh nghiệm những cái à, xu hướng xu thế ở thời điểm hiện tại bây giờ chứ còn những người mà đã từ bỏ một thời gian một hai năm ba bốn năm nó đã lỗi thời rồi đúng không cả nhà ngày xưa cả nhà hình dung là gì ngày xưa làm gì có trí tuệ nhân tạo chat gpt bây giờ cũng đã có ngày xưa làm gì có cái chuyện là gì là live bán hàng ngày xưa làm gì có cái chuyện là làm video ngắn ngày xưa làm có cái chuyện là xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội và rất nhiều những cái điều mà ngày xưa nó không có và ngày xưa ăn quay làm gì có kim khí điện máy làm gì có thiết bị nhà bếp và sắp tới còn có rất nhiều những mặt hàng à, cao cấp và đẳng cấp hơn nữa đây thì cái ngày xưa đó là cái quá khứ và ngày xưa luật nhà nước mình nó cũng khác à, nhà nước mình thay đổi luật 4 đến 5 lần rồi nghị định 110 nó khác nghị định 40 nó khác nghị định 42 nó khác nghị định 18 nó khác mỗi một năm mỗi một cái giai đoạn nó có những nghị định hoàn toàn khác biệt cho nên cái việc mà bản thân một cái người nào đó họ biết hay là họ hiểu hoặc là họ đã làm nhưng họ đã ngưng rồi thì chúng ta có thể giao lưu chia sẻ với họ và bạn hãy gặp người ta nghĩ rồi thì lúc đó bạn mới vui vì bạn còn có cơ hội bảo trợ người ta lại chứ còn người ta còn làm thì hết cơ hội cho bạn rồi. Vậy thì mình muốn nhắn nhủ các bạn là gì à, Là giai đoạn này Amway hoàn toàn khác biệt so với những giai đoạn trước kia. Cho nên cái việc mà chúng ta à, đã biết ở đâu đó rồi, hoặc đã nghe đâu đó rồi thì cái điều đó không quan trọng. Nhưng quan trọng là bản thân chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta có phải là người đang đi tìm kiếm cho mình một cái cơ hội để kinh doanh hay không. đúng không ạ? Nếu bạn là người đi tìm kiếm cho mình một cái giải pháp, một cái bánh xe, một cái cơ hội để gia tăng thêm thu nhập cho cuộc sống của mình thì Amway mình chia sẻ với các bạn nó lọc cái giải pháp đó. Gọi là gì? có tính khả thi còn đương nhiên nó khả thi đối với mình khi mình hiểu nó còn nó có khả thi với bạn hay không nó còn phụ thuộc vào bạn có dành thời gian để bạn đi tìm hiểu hay không nhiều người nói là tôi không có thời gian đi, đi thời gian để đi, đi tìm hiểu và thực ra nếu tìm hiểu một cái cơ hội mà bạn không dành thời gian đi tìm hiểu thì có trời xuống cũng không có thể cho bạn một cơ hội mới được và rất nhiều người bên ngoài luôn đi tìm kiếm cơ hội nhưng khi được gặp cơ hội thì gần như là né tránh nó đi à, được rất nhiều người nói về cái cơ hội này nhưng mà chúng ta lại né nó đi thì có lẽ là gì giống như chúng ta muốn chúng số mà người bán với số mời chúng ta chúng ta lại không mua thôi thì chuyện đó rất bình thường cho nên mình cũng nói với các bạn là gì là khi các bạn đến với âm quay các bạn nghe âm quay à, mọi người nghe nó và biết nó nhưng mọi người chưa làm nó là mọi người chưa hiểu được nó mọi người chưa trả lời được là rốt cuộc mình sẽ bắt đầu nó như thế nào và khi mình hiểu nó mình bắt đầu nó như thế nào thì bạn phải có cái niềm tin là gì là cái lĩnh vực này ai là người có thể làm được nếu chúng ta đơn giản là gì chúng ta tin có thể chúng ta đi học phương pháp để chúng ta tin chúng ta làm được nhưng chúng ta không có cái niềm tin là chúng ta biết được rằng chúng ta thành công nó dựa về điều gì và những người xung quanh chúng ta những người nào là những người có khả năng để làm được âm quay thì chúng ta mới đi chia sẻ cho họ đúng không ạ à? à, mình gặp rất nhiều người là hay làm trọng tài hay phán xét người này làm được nè người kia làm được nè ở vùng này làm được nè ở vùng này không làm được nè và nhiều người chưa đã làm chưa bắt đầu làm và chưa có kết quả, chưa có một cái thành tựu gì cả mà luôn luôn đi ngồi phán xét thì thực ra mình cũng không trách những con người đó, họ phán xét theo cái góc nhìn của họ thôi. Nhưng bạn hình dung ra một cái một cái quy tắc hay là một cái cái quy luật là bạn chưa phải là người trong ngành, bạn chưa có kiến thức, bạn chưa có thành tựu, bạn chưa có sự trải nghiệm trong lĩnh vực này thì chắc chắn rằng những cái nhận xét những đánh giá của bạn nó hoàn toàn không chính xác. Và chúng ta muốn biết chính xác hay không, chúng ta phải gặp những người đã và đang làm thành công trong nhiều năm liên tục rồi thì cái kinh nghiệm của họ mới cực kỳ quý giá, mới có sự trải nghiệm được. Cho nên ở Việt Nam thì 16 năm mình muốn nói các bạn là gì? À, là am quay dành cho ai? Am quay dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể làm được am quay. Nghe câu này thì hơi phi lý đúng không ạ? Ai cũng có thể làm được am quay nhưng tại sao không ít người làm am quay? À, vậy thì am quay dành cho những ai đây? Am quay dành cho tất cả mọi người là câu nói của nhà đồng sáng lập, không phải câu nói của mình khi ông sáng lập ra Amway cũng duy nhất tại sao ông sáng lập ra? Đầu tiên đó là chai nước lau nhà. Vì ông biết được rằng cái chai nước lau nhà là nhà nhà đều cần, người người đều cần và ai cũng có thể cần. Và dần dần đến bây giờ Amway được biết đến thương hiệu là hàng tiêu dùng, đúng không ạ? Hàng tiêu dùng xanh và sạch. Nó là xu thế và nó là xu hướng rồi cả nhà. Cho nên cái việc là gì? Hàng tiêu dùng người người đều cần, nhà nhà đều cần, nó là điều chắc chắn. Vì thì cái quan trọng là tại sao nó cơ hội dành cho tất cả mọi người. Vậy thì cơ hội này dành cho ai? Người giàu, người nghèo, người trung lưu, người tri thức, người có điều kiện hay người như thế nào đây? Và thực ra cơ hội này dành cho tất cả mọi người. Những người bình thường cũng có thể thành công, những người tri thức thì càng muốn thành công hơn. Những người càng thành công trong cuộc sống rồi, họ lại càng tìm kiếm một sự thành tựu lớn hơn nữa. Và con người luôn luôn hướng lên, từ thấp cho tới cao đều luôn, luôn hướng lên. Và Amway nó có thể không phải là cái sự nghiệp lý tưởng của bạn, nhưng thông qua sự nghiệp này, nó có thể giúp cho bạn thực hiện được tất cả những hoài bão lý tưởng trong cuộc sống này của mình. Vậy thì cuộc sống con người ta rốt cuộc uh, là muốn cái gì? Nếu ai đó là người có ước mơ, đầu tiên em quay dành cho ai? Em quay dành cho những người có ước mơ. Đầu tiên là em quay dành cho những người tốt. Thứ hai đó là em quay dành cho những người có ước mơ. Nếu chúng ta là người tốt thì chúng ta mới thực sự bắt đầu có thể làm được amway. Vì amway là đầu tiên bạn phải đi giúp người khác. Bạn cho đi trước, bạn nhận sau. Và amway dành bạn trao cơ hội cho người khác thì cơ hội này phải bạn phải xem là gì ai là người cần và ai là người có ước mơ ai là người đang không ngừng nỗ lực trong cuộc sống mỗi một ngày liên tục liên tục cố gắng liên tục nỗ lực và luôn đi nỗ lực để gọi là gì để, để giúp cho cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn thì bạn nghĩ rằng bên ngoài có ai không cần cơ hội và có ai đang à, đang né tránh cơ hội và không cố gắng nỗ lực hay không kể cả những người càng giàu như à, những người tỷ phú hàng đầu thế giới họ đã có rất nhiều tiền đó như Elon Musk đúng không ạ À, tức là càng giàu thì họ luôn luôn đi tìm kiếm những cái đỉnh cao hơn của cái việc không phải là đi kiếm tiền à, vì thì cuộc sống này đôi khi không phải chúng ta chia sẻ về tiền nó là tất cả đương nhiên có những người cần cuộc sống đi kiếm tiền là chuyện bình thường nếu bạn lan là người đi cần cơ hội để gia tăng thêm thu nhập thì ăn quay là phù hợp với bạn nếu bạn là người đã có cuộc sống tốt rồi bạn đã có thành tựu tốt rồi và bạn đang muốn giúp đỡ cho nhiều người khác có cuộc sống tốt nữa thì bạn hãy tìm hiểu về âm quay nó là cơ hội để bạn đi giúp người và nếu bạn có đã là người đi từ thiện đi giúp được rất nhiều người rồi cuộc sống đã tốt hơn rồi bạn cảm thấy cuộc sống mình an nhàn thoải mái vô tư à, không lo nghĩ rồi vậy thì à, amway nó đau cho bạn cái điều gì amway có rất nhiều giá trị amway có thể giúp cho bạn thực hiện được những cái điều mà gần như đôi khi bạn không nghĩ và giúp cho bạn phát huy được những cái năng lực bên trong con người của bạn và khi mà bạn đến với amway á, thì chắc chắn rằng bạn đến với amway thì bạn hãy gặp cái người đã và đang làm năm quay thành công và họ đã có những thành tựu cấp bậc cơ bản ít nhất là platinum ví dụ như vậy và bạn hãy nghe xem cái bài chia sẻ về cơ hội kinh doanh của họ về giới thiệu về công ty về sản phẩm và về chế độ của nó và cái cách vận hành cái kinh doanh này bạn phải biết được cái phương hướng và phương pháp của cái ngành này nó vận hành như thế nào và nó làm như thế nào nhưng trước khi chúng ta học về phương pháp và phương hướng thì chúng ta phải đi tìm hiểu và gặp những người thành công thực sự lâu năm hải ba mươi năm bốn năm mươi năm thì chúng ta nhìn cái kết quả của họ cái thành tựu của họ những cái giá trị mà họ nhận được xem mình có cần nó hay không và nếu chúng ta nhìn ra được cái kết quả cái kết quả của những người làm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm những cái thành tựu của những con người đó mà chúng ta thấy được rằng có cái điều gì đó mà họ có mà mình không có hoặc là tất cả những điều họ có mình đều rất cần thì amway rất đáng để chúng ta lựa chọn đúng không ạ cho nên bạn đừng nhìn vào những người thành công ở mức cái mức nhỏ này, những người kiếm 100 triệu hay là vài chục triệu, nó chỉ là thành công nhỏ mà thôi. Bạn muốn có một cuộc sống thành công lớn vì ăn quay sáu 65 năm rồi. 65 năm không phải là một chặng đường ngắn cũng không phải là chặng đường dài. Cái công ty của bạn đã tồn tại được 65 năm chưa? Bạn làm cho tập đoàn nó đã tồn tại được 65 năm chưa? Và những người thành công trong tập đoàn của bạn đã có những cuộc sống như bạn mong muốn hay chưa? Vậy thì bạn muốn có được cái kết quả của cái ngành amway bạn hãy đi gặp những người làm vài chục năm ở amway xem cái thành tựu của họ cái kết quả của họ nó có đáng để chúng ta đi đeo đuổi hay không đúng không ạ khi chúng ta nhìn thấy được giá trị của nó khi chúng ta nhìn thấy được lĩnh vực này có tương lai có giá trị và có khả thi và nó có khả thi đối với bạn và đối với rất nhiều người khác hay không thì bạn phải đi học phương pháp của những người đã làm được rồi và bạn hãy gặp những người thành công vài chục năm đó họ sẽ chia sẻ cho bạn những cái phương pháp chia sẻ cho bạn những cái con đường những cái phương hướng nào để bạn có thể làm được chứ không đơn thuần là bạn nghe ai đó nói về âm quay có thể kiếm tiền có thể kinh doanh bạn thấy sản phẩm tốt thì bạn nghĩ rằng bạn làm được không có làm được đâu các bạn mình hay nói với các bạn là gì đầu tiên đừng có vội làm quay mà bạn hãy đi học em quay và bạn hãy đi tìm hiểu kỹ bạn hãy trải nghiệm sản phẩm và bạn hãy đi tìm hiểu kỹ nó chứ không phải đơn thuần là bạn nghe ai đó nói một cách là gì hào hứng và hưng phấn và vẽ cho bạn ra một cái một cái miếng bánh có thể giúp cho bạn kiếm được rất nhiều tiền và bạn nghĩ rằng à bạn nghe vậy là bạn đã biết rồi bạn đã hiểu rồi chưa đâu các bạn đó chỉ là một cái bề nổi có thể giúp cho bạn nhìn thấy được ăn quay cơ bản mà thôi nhưng nếu bạn muốn nhìn được cái tảng băng chìm ở phía dưới cái dòng sông của ăn quay thì bạn hãy lặn xuống dưới bạn đi xuống dưới để bạn vào bên trong nó thì bạn mới biết được nó đẹp hay nó xấu như thế nào chứ còn cái việc mà chúng ta chỉ nghe nghe người ta nói ăn quay nghe những người làm quay như mình làm cả chục năm nghe giảng lần bạn cứ nghĩ rằng bạn hiểu, không hiểu đâu các bạn. Không hiểu được đâu. Bạn hiểu được thì chắc là gì? cả nước Việt Nam họ họ làm quay hết rồi. Vậy thì bạn nhìn thấy nó có giá trị, bạn nhìn thấy nó có khả thi. Nhưng mà đơn giản là gì? Là bản thân bạn chưa đi thực sự dụng tâm nghiêm túc tìm hiểu thì bạn cũng sẽ không có cái niềm tin bạn có thể làm được nó. Vì thì để bạn bắt đầu em quay, bạn sẽ bắt đầu như thế nào? Thì bạn hãy đi tham dự đủ ba cái lớp học Thứ nhất đó là bạn tham dự một cái buổi giới thiệu về công ty, về sản phẩm, về chế độ để bạn có cái nhìn rõ hơn cụ thể về Amway ở hiện tại thời điểm bây giờ. Nó có gì khác biệt? Đúng không ạ? Nó có gì khác biệt so với những thời điểm trước? Thứ hai đó là bạn hãy đến một cái nơi được gọi là đại hội thành công để bạn có thể nhìn ra được giá trị của nó và bạn học được cái phương pháp của những người đã làm được. Và khi bạn học được cái phương pháp rồi á, thì lúc đó bạn mới thấy được phương hướng và phương pháp và lúc đó bạn mới có đủ niềm tin là bạn có thể làm được. Còn nếu mà bản thân bạn không đi học, đi không đi gặp những người thành công á, thì mình tin rằng là gì? cả đời này cũng không ai có thể thuyết phục bạn làm ăn quay. Cũng không ai có thể giúp cho bạn hiểu ra và bạn có thể làm được ăn quay cả. Cho nên cái việc quan trọng là bạn có dành thời gian để bạn đi học hay không. Đúng không ạ? Vì bạn nhìn thấy, đơn giản là gì? Nếu bạn nhìn thấy nó có giá trị, nó đáng để bạn dụng tâm bạn đi học thì bạn sẽ đi học. Cho nên mình nói cái bạn là gì? không có ngành nào mà bạn không học và bạn làm được hết bạn đi học để bạn biết bạn đi học để bạn hiểu và bạn cần phải đi học để bạn có kỹ năng để bạn làm bạn học có kỹ năng để bạn làm rồi mà kỹ năng của bạn chưa có giỏi thì bạn cần phải đi làm đi làm lại học đi học lại làm đi làm lại nhiều lần thì thông qua cái việc đó nó sẽ tích lũy kinh nghiệm tích lũy sự trải nghiệm và kiến thức cho bạn thì dần dần chúng ta mới có thể có được những thành tựu từ 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 đúng không cả nhà cái cuộc sống này không có cái gì là dễ kiếm tiền cả nó luôn có là một quá trình. Cho nên ngành gì cũng vậy, nó luôn có một cái quá trình đào tạo giáo dục để biến một cái con người bình thường có thể trở thành người âm quay. Và trở thành người âm quay, sau đó bạn sẽ được huấn luyện bồi dưỡng để trở thành nhà lãnh đạo của âm quay. Người ta nói gì ạ? À, người mới cũng không thành công, người cũ cũng không thành công, mà chỉ có người lãnh đạo mới có thể thành công. Vì đương nhiên, bản thân bạn có thể, quá khứ bạn là một người rất bình thường, bạn nghĩ rằng mình cũng không phải là người nhân tài hay người lãnh đạo tuy nhiên thông qua quá trình học tập rèn luyện và dần dần bạn sẽ trở thành một người lãnh đạo bạn chưa cần phải có kiến thức về kỹ năng lãnh đạo nhưng dần dần bạn làm thì bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cho nên à, mọi thứ là gì muốn tặng các bạn là gì am quay phù hợp với ai am quay ai có thể làm được và mình có thể làm được nó hay không thì không có cách nào khác đừng vội hãy đi làm mà hãy dụng tâm để đi học được không ạ à? hãy dụng tâm đặt trọng tâm mà mình hãy đi học vì chỉ có học học khi mình thông thì lúc đó mình mới có thể tự tin đi nói với những người khác mới tự tin đi chia sẻ cơ hội cho những người khác bạn dùng sản phẩm bạn thấy nó tốt bạn mới tự tin đi nói cho người khác bạn trải nghiệm cái kinh doanh này rồi bạn làm nó bạn làm nó bạn làm nó bạn thấy có sự trải nghiệm và bạn có kết quả nó rồi lúc này bạn mới thấy được là bạn cũng có thể làm được và bạn đến đại hội thành công bạn đi học bạn nhìn những con người thật những con người bình thường hơn bạn những con người tệ hơn bạn những con người không có năng lực mà họ cũng có thể làm được thì mình tin rằng bạn cũng tin bạn sẽ làm được cái phương pháp mà người người thầy đã đúc kết được vài chục năm rồi thì đó đã minh chứng rồi chúng ta không cần phải phủ định quan trọng là chúng ta có đủ kiên trì niềm tin để chúng ta đi làm hay không vì cái ngành này gặp 10 người thì có hết 8 người từ chối có rất nhiều người từ chối rồi vậy thì bạn có vượt qua được cái sự từ chối đó hay không khi chúng ta hiểu được tại sao họ từ chối tại vì họ lo lắng rằng kinh doanh này một là không có thật hai là họ không làm được cho nên chúng ta cần phải đi trả lời cho họ cái câu hỏi đó là rốt cuộc họ có làm được hay không à, và chỉ cần xây dựng cho họ cái niềm tin về công ty về sản phẩm về chế độ và niềm tin là cái phương pháp nào cái công thức nào họ có thể làm được thì chúng ta đừng có thuyết phục người khác làm mà chúng ta hãy dẫn dắt và giúp cho người khác nhìn ra và hiểu ra cái con đường này thì họ lúc đó mới bắt đầu làm và khi họ bắt đầu làm thì bạn cùng đồng hành với họ bạn cùng sống hành với họ, bạn cùng hỗ trợ giúp đỡ họ. Giống như khi mà họ quyết định bắt đầu làm là bắt đầu họ đã được sinh ra trong cái thế giới này. Cũng giống như bạn có một đứa con mới bắt đầu sinh ra trong thế giới này, được gọi là thế giới âm quay. Thì bạn phải chăm đứa con nó từ nhỏ cho tới lớn và dần dần trưởng thành và lớn lên rồi thì bản thân họ lúc đó họ mới có là gì? Con mình mới bắt đầu biết đi, biết nói, biết chạy, biết tập và biết học. Từ từ thì lúc đó mới trưởng thành. Và khi con lên 21% trưởng thành là coi như bạn đã Xong nhiệm vụ của một người lãnh đạo, một người cha rồi. Và ở đây kinh doanh này nó không mấu chốt là gì. Là mình cũng không muốn nói quá nhiều về phương pháp. Vì đơn giản là bạn phải đi học thì bạn mới hiểu được. Chứ còn buổi tối ngày hôm nay mình chỉ live stream giao lưu chia sẻ. Để trả lời cho các bạn là rút cuộc am quay dành cho ai. Am quay ai có thể làm được. Mình có thể làm được nó hay không. Bạn có thể làm được nó hay không. Và muốn hiểu được mình có thể làm được nó hay không. Thì đừng có vội đi làm mà hãy bắt đầu nói nghiêm túc đặt trọng tâm đi học và khi bạn thấy là gì bạn đi học đầy đủ rồi bạn đủ một cái chu kỳ của âm quay đọc học từng lớp từng lớp từng lớp và hãy gặp người lãnh đạo của bạn học từng cái lớp nào là quan trọng lớp nào là quan trọng lớp nào là quan trọng sau khi bạn học xong rồi thì lúc đó bạn hãy quyết định là có làm hay không cho nên hy vọng rằng thông qua cái video livestream này à, nếu nó thực sự là gì à, đó là sự trải nghiệm cá nhân của mình thôi à, và một phần nào đó một sự kinh nghiệm của mình mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái gì cũng phải cũng phải có quá trình đi dùng tâm tìm hiểu học hỏi và đi khảo sát thì có thể mất thời gian một ngày hai ngày một tháng hai tháng hay là một năm hai năm không sao cả quan trọng là bạn nhìn ra được bạn có thời gian bạn dành một ít thời gian để bạn đi nghiên cứu và mình nói với bạn nếu nó là một cơ hội nó có thể giúp cho bạn năm năm nữa thay đổi được cuộc đời của bạn thì theo bạn nó có đáng để bạn đi tìm hiểu hay không và mình nói nó rất đáng và bạn nào muốn tìm hiểu tiếp tục thì ngày 20 tháng 9 này đúng không ạ à, tại nhà đó phú thọ chúng ta sẽ có một chương trình tranh ly cực kỳ lớn à, của một người thầy của những người thầy đó chính là thầy phó hồ kiên người truyền kỳ của ông quay trên thế giới đã đạt được những đỉnh cao của ông quay ở rất nhiều quốc gia đã giúp đỡ cho hàng vạn hàng triệu con người thay đổi được cuộc đời rồi bạn có cơ hội bạn hãy tranh thủ ngày 20 tháng 9 này vào buổi chiều 17 giờ hãy đến nhà đó phú thọ để bạn có thể À, đi nghe kinh nghiệm của một người làm ông quay 46 năm rồi 46 năm rồi cả nhà nha thì bạn hãy xem cuộc sống của thầy hãy xem những sự kiến thức của thầy những cái góc nhìn của thầy và bạn gặp thầy là bạn đã tích lũy được 46 năm kinh nghiệm của thầy thì mọi thứ à, chúng ta đều phải có quá trình thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu và hôm nay mình chỉ like khoảng 30 phút thôi vì cũng đã 11 giờ rồi cho nên hy vọng rằng 30 phút này có thể nhắn nhủ và nhắn gửi cho một vài anh chị nào đó đã biết em quay rồi đã nghe em quay đâu đó rồi và có thể thông qua video này bản thân bạn có thể bắt đầu dụng tâm quay trở lại nghiên cứu tìm hiểu kỹ về nó và nếu cả nhà thấy có ý nghĩa có những điều hay thì cả nhà có thể chia sẻ cái live stream này cho nhiều người để họ có thể cùng lắng nghe biết đâu một thông qua cái việc chia sẻ đó họ chỉ có khoảng 30 phút họ nghe nhưng họ ngộ ra được một cái điều gì đó và bắt đầu họ dụng tâm họ đi nghiên cứu họ đi tìm hiểu và biết đâu đó lại lọc đối tác tiềm năng đúng không ạ và biết đâu bạn đã giúp được một người nào đó nắm bắt được cái cơ hội tuyệt vời này và họ có thể thay đổi được cuộc đời của họ là đã rất tuyệt vời rồi đúng không cả nhà ok cảm ơn cả nhà và hy vọng rằng là gì trong những dịp livestream tiếp theo thì được cái sự ủng hộ của cả nhà mình sẽ livestream thường xuyên hơn và sẽ có lịch trình livestream và hôm nay là gì là vì đang rảnh và lâu không like cho nên cũng muốn like zalo chia sẻ mọi người một tí ok cảm ơn cả nhà à, hẹn gặp cả nhà vào chương trình livestream tiếp theo nhé ok cả nhà thấy hay thì hãy chia sẻ nhé ok cảm ơn cả nhà đã lắng nghe